Cây to hơn, to hơn. Đưa mẹ đi máy con mượn nào. Hả? Hai bà ngồi nghiêm chỉnh mà nào. Không, không, không phải chụp mà đây là quay. xin chào cả nhà. hai cụ già. Không xem nào. Không, mẹ thì bằng con quay mà lúc nào mẹ cũng xem được. Đây đi. Cháu nó mua vé rồi mẹ. Đi. Bà đâu? Bà đây đây. Đi bà đi. Cô đang sửa hả con? Đâu, hệ thống âm thanh, hệ thống ánh sáng. Ôi nhưng mà tối đấy nè. Trình văn nghệ buổi tối. À tối nay á? Thấy không? Tối nay. Là tối nay ở đây đi đã. Con bảo là tối nay có chương trình đi á. Ai kêu đi còn nữa như này. Không gọi. Bà không lấy đấy còn, bà có lấy ô, ô ha, ông với bà lấy ô không là nắng này. Bà bước cẩn thận này. Nghe kia đấy. Hạnh nhà gì sợ đang hỏi hả? Anh chị đưa hai bác đi Huế chơi à? Dạ. Và... có về gọi cho cô Hà này cô xem cái. Có không? Cô đưa về là cô xem đấy. À? Con quay về là cô đang không, xem. Không, cô xem cái sổ con. À, à rồi, rồi, được, rồi, được rồi, cái đấy còn để về tối. Cái này là gì mẹ? À. Không, chốc con quay, cô lên. Có thì mai bảo. Phúng. Rồi, rồi. Đấy về. Quên chưa nên ta không bảo. Bố rồi. Bố. Bố là bố. Bố đâu? Bố. Bố đây. Đó, thì sân khấu đây. Cái nhạc tối đây. Đâu rồi? Có vé đi đâu rồi? Ông ở đâu rồi? Quay đẹp chứ. Mình đi về mình quay là ở những người ở nhà họ cũng xem được. Con ấy đi. Mẹ đi đi. Ở ngoài đi.
Người cao tuổi. Đứng ở đây. Đâu đi đi, chắc là đi nơi này đi anh. Đi ra đây này xong vòng kia. Hả? Đi thẳng vào trong hết. À chứ không cho lối ra. Có. Thì vậy là đi vào đây còn ra. Đi anh. Dạ. Đi. Đâu là cái gì mẹ ơi, mẹ. Đây là cá đây á, mẹ bảo là cá cho ăn đây á. Nhưng mà đi lối kia cơ. Đi thế nào? Trước là đi kia chứ không phải đi. Ủa cá to thế. Nhau lại nhanh bốc phát triển thêm. Cá rồng. Hả? Cá rồng. Cá rồng đâu? À à. Cá rồng. Nhưng mà cá này chưa to bằng ấy đúng không? Bây giờ họ thuê áo của nó vào mặt. Hả? Đi. Vâng, đi với. Bắn đồ đi á con. Rộng lắm nhưng mình biết đây đây, chắc là những cái bản đồ kia kìa. Sao? À đây này là dâm dâm này. Rồi Tuấn Anh đứng đây. Đứng đây dâm dâm, chụp ảnh đây đây. Đấy, cái cành này. Chụp đi. Chưa có thức ăn đấy, bây giờ mua thức ăn xả thứ rồi. Năm ngàn, giờ mua đồ năm nghìn và cá, mặc cám à. Nào, Tuấn Anh ơi.